Linh xin chào tất cả mọi người ạ. Uyên Linh đang ở tại họp báo của anh Đàm Vĩnh Hưng cho dự án live show kỷ niệm 19 năm cùng với Bolero, dòng nhạc mà anh Đàm Vĩnh Hưng đã theo đuổi miệt mài. Thưa quý vị, với live show lần này, sự xuất hiện của các ca sĩ, các khách mời nó rất đặc biệt. Đây là một cái live show để đóng lại cái chuỗi Giả Khúc Cho Tình Nhân, là một cái dự án cực kỳ quan trọng, cho nên bằng bất kỳ giá nào Vũ cũng phải hát cho anh ta. Anh Đàm gọi cho Quân trong một buổi mưa gió, bảo là bé anh sắp làm live show và anh rất là mong là Trung Quân sẽ có mặt ở trong live show của anh Đàm. Mặc dù là hai cái ngày mà anh Đàm chọn thì Trung Quân đều bận hết, anh Đàm đòi dời ngày bởi vì muốn có sự có mặt của mình luôn. Nếu Quân cảm thấy cái thật sự là anh Đàm đang rất là muốn Quân có được có mặt trong cái live show này, nên là Quân đã quyết định hủy cái lịch trình đó để có thể tham gia vào hai đêm live show của anh Đàm tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hưng hay nói với tôi rằng là mình đã lên một đỉnh núi thì đỉnh núi sau phải cao hơn. Sân khấu bề ngang 32m, nhưng độ sâu là 2.5 lần cái ballroom này, để có thể chứa toàn bộ cái Sài Gòn thu nhỏ vào đây. Vị khách mời đặc biệt là một nửa chủ nhân còn lại của bản Giả Khúc Cho Tình Nhân là chị Lê Uyên. Mình cũng ba hồi lắm, thế này thế kia, mà sao anh cứ rất là nhất quán là bé hát chung với anh. Giữa một rừng hoa hồng thì em là một bông xương rồng vậy đó. Dạ, em chọt lên ở giữa cái show đó vậy thôi. Nhưng mà đây là show của anh Hưng, cho nên là Vũ sẽ chiều anh 100% tặng muốn gì cũng được, không nhận lương ở trong chương trình này. Thông điệp lần này Quân nghĩ là không chỉ là kết thúc một chặng đường 19 năm của anh Đàm Vĩnh Hưng đâu, mà là còn là mở ra một cái chặng đường mới, một cái câu chuyện mới trong âm nhạc của anh Hưng nữa. Đây sẽ là một chuỗi sự kiện cực kỳ bùng nổ. Mọi người hãy nhanh tay lấy cho mình những tấm vé với những cái vị trí đẹp nhất. Và cái giá vé lần này cũng rất là dễ chịu đó mọi người, từ 7 triệu cho tới 1 triệu để mọi người có thể thưởng thức cả một chương trình với một sự kỳ công về đầu tư, kể cả một dàn khách mời vô cùng đắt đỏ, vô cùng danh giá. Tất cả những gì công nghệ, những gì đẹp nhất, hay nhất thì Hưng sẽ cống hiến hết. Rất mong mọi người sẽ săn vé ngay trên các trang fanpage của Đàm Vĩnh Hưng nha. Đàm Vĩnh Hưng có tích xanh đó mọi người, và có số điện thoại, có số hotline của công ty Hưng. Bắt đầu bán vé ngay từ ngày hôm nay và ngày mai luôn rồi. Live show ngày Em Thắp Sao Trời của Đàm Vĩnh Hưng sẽ diễn ra tại Sài Gòn nha, vào ngày 8 tháng 3 năm 2024 ngay tại Disguise Hall, quận 2, và ngày 23 tháng 3 ngay tại Trung tâm Hồng Quốc gia Hà Nội. I love you. Hẹn gặp ngày đó nha mọi người. Trời chờ trăng gió lên khơi.